mọi người. Không phải thui riêng thuốc lá mà lúc đó là mua gạo, mua mắm, mua muối. Một cây nhãn này thôi đấy. Nhờ nhờ đấy, ba cây này. Ba cây. Cây này. Cây này nó có lịch sử là tuổi thọ của nó được bao nhiêu nhiều lắm. Vì mấy 20 năm từ khi ta trồng nhãn rồi. Nhưng mà nhãn này là nhãn da bò hả chị? Chị không biết người ta kêu là nhãn gì, nhưng mà đây cái là hột rất là hột to. Cái cây bên kia thì hột to, mà cây bên này thì nó cơm nó dày hơn, hột nó nhỏ hơn. Quá trời trái luôn không? Quá trời trái. Trời ơi, một cái năm đó chú thương thật sự là em biết là lúc đó là mà Lan phải ổn không phải riêng gì nhà chị đâu. Ừ. Xong rồi mất mùa lúa nè. Ừ. bị thiên tai hồi cái năm đó là nước nó lũ á. Ừ. Rồi lúa liếc rồi là nước dâng lên rồi coi như là không còn một cái gì. Ừ. Lúa liếc ở ngoài rẫy là không còn một cái gì. Xong rồi, nhưng mà cũng được nhà chị hai là được mấy cây nhà là đó con vô nó leo. Có ngày ngày nào cũng có để bán hả chị hay là sao? Thì nói chung là mình lựa mấy cái trái to rồi mình bán. Ừ. Còn mấy cái trái nhỏ là mình ăn đó, cứ vậy đó, cứ phải lựa. Ừ. Xong rồi mình cột ở đây người ta cũng đợi, em cột 10.000 là bị ế luôn á, tại vì không, người ta không có 10.000 để mua, đến chứ 2.000, 3.000, 5.000, 5.000 là nhiều nhất. Ừ. 5.000 là mấy đứa nhỏ nó cầm bán 2.000 rồi đó. Xong cái mình sẽ lấy mình lấy mấy cái máy đó. Mà máy xong mình bỏ vô bì mình bán nó 5.000 là một được một tấn. Cây nhãn này cứu chị cái thời điểm mà ấy, mà cứu luôn cả gia đình đó. Cả gia đình luôn đó. Hay ha. Nhắc tới cái nhãn thì Nga nhớ đó là ở bên Mỹ đó mọi người, có nhiều cái gia đình người ta cũng trồng nhãn. Chị biết đó, người ta kể cho em một năm người ta thu hoạch được tiền nhãn không á chị? Là mười mấy ngàn đô. Mà trồng cực lắm. Họ nói thiệt sự Nga bán mười mấy ngàn cho cái tiền nước không đủ. Tại vì phải tưới nước rất là nhiều. Mà ở bên Mỹ là Nga chứng kiến nhiều. Hồi đó thời đó Nga không có quay YouTube mọi người. Có nhiều cái cô đó, Nga vô nhà chơi đó là cô cứ tưới mấy cây ớt á, cái ớt xiêm á chị. Em nói trời ớt này cô ăn không nhiều mà sao chăm sóc chi cực vậy. Thì cô mới nói trời con, cái cây ớt nhà cô đó là có thể giúp cho gia đình bên Việt Nam. Tại vì cô nói cô là Việt Kiều, nhưng mà thực sự cô đâu có đủ cái thu nhập đâu mà để gửi tiền về cho gia đình. Có nghĩa là cô phải trồng thêm, giống như canh tác thêm rau củ quả trong nhà nó chịu. Không trồng thêm rau sống rồi rau xà lách, rau cải rồi đó, là ớt nữa, là coi như là gom lại. Chị biết không, cũng ra bán tay á, bán cho những người họ thích mà mua cây nhà lá vườn á, là một năm họ kiếm cũng được 2-3 ngàn. Còn đó là toàn bộ số tiền đó là họ gửi Việt Nam cho bà con. Cái bà con bên này có nghe Việt Kiều tưởng là giàu, là gửi tiền về chứ biết họ cực lắm chị ơi. Ừ. Cực cái thương cực luôn. Ừ. Nói chung là chị biết. Nên là Nga nghe có câu chuyện mà của chị Siêu mà cả gia đình sống vô cây nhãn là Nga thật sự là Nga biết cái câu chuyện đó là nó có thật luôn á. Ở Mỹ là đã chứng kiến nhiều nhà như vậy rồi. Họ cũng phải nuôi trồng rồi họ gửi tiền về cho gia đình bằng cái tiền mà bán đồ đó. Ừ. Chị, nhưng mà hồi đó là chị về đây á, rồi chị ở với chị bao nhiêu năm thì chị bắt đầu chị mới dọn qua nhà mới. Lâu á, 2013 là bắt đầu chị ấy sinh, năm 2014 thì chị mới về. Ừ. Lúc đó là chị cắt đứt với gia đình, chị buồn quá, chị cắt đứt. Xong rồi chị hai mới đi kiếm. Thì chị hai là có, hồi đó có cái thằng con chị là học ở Sài Gòn, mày đi kiếm gì mày cho bằng được. Ừ. Kiếm cho bằng được. Ừ. Xong rồi mà nó không biết là làm bằng cách nào nó kiếm được. Kiếm được luôn. Nó kiếm chị được luôn. Lôi về. Xong rồi nó gọi điện cho mẹ. Ừ. Bây giờ á, một là mày tự về. Ừ. Hai là tao đi tới đó, xong rồi tao lôi mày về chứ không phải là tao cho mày đi. Bà đi sợ em, sợ lúc đó sợ chị chạy. bà nghĩ vậy luôn. Ừ. Xong rồi được rồi. Để về. Cuối cùng là về ở với bả luôn đó. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo ấy chị. Lúc đó về là có gì ăn cái đó đó. Đúng rồi, có gì ăn đó thì chị. Nhưng mà thực sự là có cái tình thương gia đình thì nên cảm thấy ấm lòng vậy. Đó. Mà em biết cái lúc mà chị từ Sài Gòn chị về là chị suýt chết. Vì sao cái lúc đó mà chị, cái thứ nhất đi kia nói em là chị bị stress. Xong cái chị bị sốt. Xong mặt chị nó đỏ. Nó đỏ nè. Nó cái màu nó ấy, một cái áo đỏ vậy nè, cái mặt chị nó đỏ như vậy. Cái sức kỳ vậy, sốt gì lúc đó chị không biết là chị bị huyết áp. Ừ. Chị không biết.
xong rồi làm vé xong cái xong bay. Cái bắt đầu cái cô đó, cô nói là chị ơi chị sốt quá không. Hồi lúc đó vẫn tỉnh nói vậy, xong cái nhỏ đó nó nói không, bây giờ vậy nè, em sẽ cho chị bay chuyến buổi chiều, bây giờ chị vô trạm xá ngay tại bệnh viện ngay tại bệnh xá của Tân Sinh Nhất luôn á. Và bắt đầu đo huyết áp, thì huyết áp chị lúc đó là 198 huyết áp chị. Nó cho chị ngậm một viên dưới lưỡi, nó cho chị nằm, nó chị mê man rồi chị không biết gì luôn, không biết gì luôn. Xong 4 giờ bay cái gì, 3 giờ là bắt đầu nó gọi đồ vali này kia là nó gửi hết rồi, là đi người không mà đi không nổi. Xong khi là có người dắt thì tới ra sân bay, bay về tới sân bay Pleiku nhá. Rồi suýt xỉu luôn, may mà chị có cái thằng taxi quen, cái con taxi quen mà chị hay đi á, cái nó mới bế chị vô xe rồi nó chở về tới nhà chị hai nè. Mà chị đi là chị té xuống một cái rầm luôn, trời ơi, may mà cái đầu chị nó không có đập xuống. Lúc đó là chị thấy cái là mình cũng ý thức được là mình phải đỡ được cái đầu á. Xong cái lôi chị vô trải mềm trải chiếu cho chị đó. Chị nằm mê man 10 ngày không ăn uống. Là trầm cảm luôn á, bệnh luôn. Xong chị hai chị nghĩ là chết, khóc quá chứ mà không. Khóc quá chứ mà nghĩ là thôi em cứ chết rồi. Không ăn 10 ngày không ăn uống thì em cứ nằm miết. Rồi kêu truyền nước nóng ăn thôi, truyền nước máu cho chảy ngược ra, bác sĩ phải rút ra. Rồi xong này cho chị uống sữa là chị ói ra hết, như là trong người chị không có gì luôn, là chị bị ốm từ đó luôn đó. Cái đầu cái gì sát sờ luôn, 10 ngày. Nói chung là ôi bây giờ nó qua Chúa rồi, chị. Cảm ơn Chúa tất cả, cảm ơn Chúa, Chúa đã giúp chị. Chúa đã cho chị phục hồi trở lại từ từ. Nói chung phục hồi từ từ. Con cái là mình làm á để là đủ trang trải cho gia đình thôi, chứ mà thật sự là nói dư thì không dư đâu. Rồi chị vừa xong rồi, con chị nó lấy vợ một mình chị. Làm nhà biết làm nhà nó cực, bây giờ chị mới biết là làm nhà nó cực khổ như thế nào. Rồi cuộc sai market nữa đó. Rồi nếu mà chị làm cái nhà mà cấp 4 mà nó kiểu nhà sàn ấy thì nó bao nhiêu đó, em thấy cái nhà trời nản cái khùng là nợ tiếp nữa thì phải đó nợ. Nhưng mà chị nếu mà xây nhà như vậy thì chị lấy tiền đâu chị xây? Cái thứ nhất là đó con Nam Phương là nó cho mượn cái sổ vay nhà nước rồi. Xong cái chuyện đó chưa có nhà thì chị lấy cái miếng cái đất, sổ đỏ đó thế chắc thì mới có tiền. Mới có tiền thì chị làm cái nhà đó đó. Có nghĩa giờ là chị xây nhà chị vẫn nợ của nhà nước luôn đó. Nhà nước luôn đó. Trời ơi, giờ mà chị không có lo thu nhập đủ là coi như là nhà băng cũng xiết nhà như chơi đó. Thì đó, thì bây giờ mình cũng phải làm là không nên nghĩ là nó nóng mà để nó lâu nó đỡ hơn mà chị chạy tiền ngoài. Chạy tiền ngoài lãi suất mấy chục phần trăm mà. Còn ở nhà nước thì rất là rẻ. Mình có thể mình có thể con trải được. Nghĩa là mình nói chuyện chị siêu thì phát hiện ra là vừa nợ một cái tiền kinh doanh mà bị đóng thuế đó 90 mấy triệu, thêm cái xây nhà rồi nợ tiếp nữa. Nói tiếp giờ có buộc rồi, bây giờ hai đứa con chị lấy vợ chẳng lẽ ở nhà chị hai đó. Mà nhà chị hai thì phòng ốc của mấy cháu thì nó có hết rồi, nó nhường phòng của cháu á, nhường cho gì với hai mẹ con ở. Tính ra bây giờ là chị về đây sau nhưng mà vẫn có một cái cơ ngơi là ổn định, nhưng mà cũng vẫn là trong cái tình trạng xây để mà trả nợ dần từ từ. Thì chị cũng phải túc tắc thì mấy đứa con chị nó cũng làm cà phê. Rồi có tháng thì nó cũng đưa cho chị, ví dụ như gửi lần 20-30 vậy đó, trả dần. Thì bây giờ chấp nhận thôi. Chị nói chuyện với chị mà nãy giờ em không biết cái cây này có phải cây củ mì không chị? Cây củ mì đó em. Ủa là lấy ra cũng để đốn củi luôn không á? Cái này để trồng. Ồ, và sao để nó queo chị? Cháu á, nó ví dụ như mình nhổ nó rồi ha. Rồi cái mình chặt nó, chặt mấy cái củ ở dưới xong rồi mình mới rút cái lá nó đi, xong rồi mình cuộn được thì bỏ đem về nhà cất. Để nó đang trồng lại nè. Cái này là giống nè, giống của mì nè. Này nó tưởng là nhổ ra để làm củi đốt chứ. Không.
này để trồng nó còn tươi mà. Nhưng mà củ mì ở đây là mình mà trồng để ăn hay để bán gì? Vừa ăn vừa bán. Nãy giờ chị Siêu vừa chia sẻ cái cây đó đó quý vị, cây lá mì là ăn, củ mì cũng ăn và bán, mà thân mì là để làm cái giống lại, làm cái giống nuôi lại. Nói chung là ở đây họ rất chuộng về củ mì và chuộng nuôi heo đó mọi người. Đây là heo giống của chị Hai nè, đẻ được hai lứa rồi. Vẫn là chuồng heo nha quý vị. Đặc trưng của con Tâm là heo. Vẫn là cám heo luôn. Đây là nhà của chị Hai. Cái người chị mà đã giúp cho chị là chị Siêu trở lại và giúp cho chị Siêu coi như là sống ở đây và lập lại cuộc sống mới. Thì mới thấy chị Hai có nói là có cái phòng nào mà chị nhốt ở trong mà chị trồng cả ở trong. Bây giờ ai ở trong? Nhỏ cháu thì nó lấy cái phòng đó để nó, tại vì nó cũng xăm chân mày là xăm môi nó đi học á. Là con út của chị Hai là đi học đó, nó mở cái phòng đó để nó xăm cho người ta. Là bây giờ cũng là bây giờ xăm chân xăm mà ok không chị, cái này tao chịu làm mà chị rất rõ. Bây giờ trong làng này cũng có sắc đẹp á, người ta hay tới đây, người ta cũng xăm chân mày rồi xăm môi này kia. Sao chị cũng xăm gì thêm nữa? Ôi chị bây giờ già rồi em, chị không nói về sắc đẹp thì không thiết. Bây giờ chị làm sao mà chị khỏe? Chị khỏe, chị làm có tiền để chị trang trải. Cái thứ nhất là nợ nần, cái thứ hai nữa là trang trải cuộc sống cho con cháu của mình thôi. Hôm nay Nga gặp chị Siêu là chị Siêu không một make up luôn quý vị, rất là giản tiện luôn. Bây giờ chúng ta đi vào đây để biết cái căn phòng mà bí ẩn ngày xưa đã chị Siêu đã trầm mình ở trong đó, mà chị Hai cái đập cửa gõ cửa mà giờ phòng nó bây giờ là biến thành cái phòng xăm mọi người. Rất là hay. Nhà chị Hai rộng ha. Đây. Cái phòng này ngày xưa chị về chị ở thời gian đó phải không? Đây. Là cái đóng mình ở trong đây đó hả? Cái trong này thôi. Trong này thôi. Xong rồi chị phải dán mấy cái tờ mà đen á, dán trên đen rồi chị còn kéo màn nữa. Cái gì? Cho nó tối thui luôn á. Cái gì mà mình bế tắc vậy? Chị sợ buổi sáng. Chị sợ ban ngày á, chị sợ. Sợ đủ thứ á. Dán kính cửa sổ. Chị dán hết mấy cái gì giấy màu đen á, chị dán hết. Cái đó là hội chứng chuẩn bị bệnh rồi đó. Đó. Vậy là chị mà đóng cửa là bà đập cửa. Mày mở cửa không? Mày không mở hả? Tao đập cửa này. Mày tưởng tao không dám đập hả? Tao đập á. Mày dữ lắm. Mày nhìn chị, em thấy bà vậy. Không, nhìn bà cá tính lắm á. Là cũng nhờ bà đó. Chứ chị nhốt, nhiều lúc chị buồn, chị làm gì trong này ai biết. Thì đó, lúc đó thì không cần suy nghĩ gì hết. Em thật sự là chị muốn, giống như là, thật sự là vậy nè. Nếu mà chị đừng nghĩ chị là con chú, chị tự giải thoát chị rồi. Xong nghe chị nghĩ là chị có mấy đứa con, hai đứa con. Rồi cuộc sống của nó nếu mà không có chị thì làm sao, mà chị với ba nó thì ly dị rồi thì rồi nó ở sao này kia rồi nhiều thứ rồi đau đầu lắm. Xong rồi đó mấy mẹ con thì nó hay nó chảy nằm đây hết cho ba mẹ con. Chị thì chị nằm cái giường ở đây thì hai đứa nó chảy cái nền cái dưới này nó nằm. Cái phòng này là cũng có người ở mà làm phòng xăm nha mọi người. Phòng xăm của con dâu chị Hai. Không, con ruột. Em là con út của bà. Con út. Nói chung là nhà chị Hai cũng 20 năm, 20 mấy năm rồi. Nó cũng cũ rồi. Cũ rồi. Trời, ừ, cái mặt nó dợt ra mọi người. Đang đợi con á, cho tiền để xử lại mấy cái ngôi phòng này. Cái ngày xưa mà tính ra bà thời đó bà làm là nhà bà cũng được dạng khá. Đó là con của cái thằng này á, con dâu ở đây đó. Đúng đây không ạ? Này là chị Hai đó, xã chị Hai đó hả? Đúng rồi. Này là cũng trong gia đình mình luôn á. Đúng rồi, gia đình chị Hai đó. Mà xin nhìn đứa nào nó cũng như Tây á chị. Là con chị hả chị? Con chị Hai á. Ồ, mà đứa nào cũng cao to như Tây hả?
Đây hôm nay thì Thúy Nga được khám phá, tính là thăm nhà chị Hai thôi mà là chị siêu, chị nhiệt tình của chị dắt hết nguyên cái dòng tộc nhà chị luôn. Thì đến cái nhà cuối cùng này là cái nhà làm cho Nga nghẹn ngào nhất quý vị, có nghĩa là cái phòng đó là cái phòng mà hồi chị siêu Black trở về đây là tự kỷ trầm mình ở trong này nè, nhưng mà nhờ chị Hai hung dữ hung tợn hung ác quá nên là chị siêu không dám làm gì hết. Rồi cuối cùng chị siêu tỉnh ngộ và thế là câu chuyện đã kết thúc từ đây, là chị siêu có ngày hôm nay đó mọi người, chứ cũng không biết như thế nào. Yeah, đúng rồi. Cảm ơn chị siêu, cũng cảm ơn mấy em, nói chung là mấy em lên đây thăm thật sự là chị cũng rất khi mà Nhật gọi chị nói trời ơi chị em biết là chị cũng rất là mặc cảm, thật sự là chị vẫn còn vậy đó. Chị không chị giống như là mình không có thích ấy thích thì thích đấy, đấy. Cái dòng mà mình bị cái gì chị là mình không muốn tiếp xúc được, tại vì em biết cái tâm lý đó, có nhiều báo người ta nói về chị sai. Chị nuôi heo à, trời ơi, em nhìn cái mặt họ kìa, em mới thấy lúc mà chị làm rock việc á, nó chị nuôi heo mà rồi thôi em, cái mà cái thần sắc của nó mình nhìn là xong rồi bắt đầu vậy nè, nó cho chị ở là đài truyền hình nè, HTV là ở đây, đây Nguyễn Thị Minh Khai ngay cái đường gì đây nè, rồi nó cho chị ở ngay kế bên, cái đường kế bên, gọi taxi, đi taxi nó không chở, gọi Grab nó không chở, tại vì quá gần, mà nếu mà chị đi bộ mà chị mang guốc cao thì rất là mệt đó, mà chị lại không có xe, xong cái chị mới năn nỉ cái thằng Grab đó chở chị qua bên đó. Xong cái lúc mà nó chở chị về, cái thằng đó nó chở chị về, cái nó chụp cái hình, nó nói chứ bà siêu đi chấm thi bằng cái xe đạp đó. Đại khái là tất cả mọi thứ mà họ nói mình là họ chọc quê, họ bán bổ, nói chung là cho nên là chị giống như là chị rất là ngại khi mà mình nói về đời tư. Chị không ngại nói về đời tư, tại vì đời tư thì chị nói rất là nhiều báo rồi. Nhưng mà cái ở đây là họ bán bổ mình, họ nhìn bây giờ mình. Ở xã hội mình bây giờ nó đang bị một cái gì chị biết không? Là nhìn nhau bằng cái hình thức, có nghĩa là con người ta khi tiếp xúc với nhau, có nghĩa là người ta nhìn, ta nói ồ người này đeo đồ hiệu nè, hàng hiệu nè, túi hiệu, là có nghĩa đó là người giàu, họ sẽ thân thiện. Nhưng mà họ không biết rằng những cái người có đôi lúc mình không nói chung, nhưng mà có những người họ không có thực sự như vậy, nhưng mà họ show up thực sự như vậy để họ đi gạt người ta thôi, chứ không phải là thật sự họ như vậy. Còn có những người giàu thật sự thì mình không nói, nhưng mà có những người họ dùng cái hình thức đó, họ thậm chí họ có thể thuê nhà, thuê xe, họ thuê tất cả các hình thức để họ show up, nhưng mà cuối cùng là họ một đống nợ chị, và họ thu gom được nhiều tiền á, họ tạo niềm tin á, thế ai cũng đưa tiền cũng mất hết. Nhưng mà đối với em á, em làm YouTube thì em rất là thích làm về những cái chương trình mà chia sẻ về những câu chuyện người thật việc thật. Thứ nhất là làm sao, thứ nhất để cho người ta hiểu góc khuất của người nghệ sĩ, và thứ hai là biết đâu đó một cái chia sẻ của em nó có một cái gì đó nhiệm màu và nó thay đổi cuộc đời chị, và chị sẽ có nhiều cái may mắn đến chị khác. Em thấy là hầu như những người nào mà em chạm cái bàn tay vô để làm cái chương trình thì em thấy là họ thay đổi rất là nhiều đời cả cuộc sống. Hy vọng rất là thật sự nè, chị cũng còn đối với em, em không bao giờ em nhìn người ta bằng đôi mắt ô cái người này nghèo quá, không nhìn, đó là sai lầm của mình. Người ta nghèo nhưng mà người ta có tinh thần, người ta có cái cố gắng, người ta vẫn vươn lên, chứ đâu phải là nhìn nhau bằng cái bề ngoài để mà ấy. Em bản thân em này, em về đây bao nhiêu năm nay em có xe hơi đâu, em toàn đi Grab không, mà thậm chí bình thường là em đi xe máy đó. Chị thì đó, em thấy đó, em cũng không thích mua xe nữa, là tại chị biết không, nếu mua xe là mình bị phụ thuộc nô lệ tài sản, là đi đâu là phải có tài xế, rồi ra phải canh chừng dòm chừng. Bây giờ nếu mà cái đồng tiền đó mình tiết kiệm một chút thì cái tiền đó mình xếp mình có thể mình giúp được ai đó, mình cứ đi Grab một lần như vậy, vài chục ngàn, vài trăm ngàn đó, chị nghĩ vậy đó. Mà ở đây á, Grab á, từ cái chỗ chị ở tới chỗ nha, nó lấy có 10.000 nè. Thì bây giờ nó gần quá mà, nhưng mà mình cũng thông cảm. Có một lúc chị cũng tự đi bộ về, nhưng mà chị quá mệt, tại vì ngồi lâu quá hai cái chân nó mỏi. Hai cái chân chị, tại vì bây giờ mình dồn máu nhiều quá, chân nó sưng không mà. Xong rồi chị đi không nổi. Cho nên là chị phải nhờ. Cũng may vậy nè, là khi mà làm việc với lại ban tổ chức á, mà chị cứ kêu chung là ban tổ chức đi, là có mấy em mà take care cho ca sĩ thì cũng rất là tốt. Nó có đứa ngày nào nó cũng chở chị về, mặc dù nó rất là bận, nó phải làm cái này, nó phải làm cái kia, nhưng mà lúc nào nó cũng cho một đứa để chở chị về, để khỏi phải đi Grab, để mất công. Rồi báo chí người ta nói về chị, nói chung là người ta cũng bảo vệ mình.
cũng rất là vui về điều đó, là người ta còn nghĩ tới mình. Nhưng mà nhiều lúc nhà bà đừng có buồn, chị đừng có buồn, không kể nó cuộc đời nó mấy lúc kia, hy vọng là sau câu chuyện này chị sẽ có nhiều cái niềm vui và nhiều cái bàn tay con em sẽ chạm tới chị. Nói chung là chị bây giờ cần có sức khỏe rồi em ơi, thì ví dụ như chị hát là người ta vẫn cứ hô hào, người ta vẫn cứ yêu thích, là nó vui vui rồi, như thế nó vui rồi. Được rồi. Nay chúng ta được ghé thăm cái tể xá của nhà chị Siêu, rồi còn đi qua mấy nhà chị Hai rồi. Thì đến cuối tự nhiên Nga bị chóng mặt quá, tại vì ăn bị ít với mọi người. Nhưng mà uống viên thuốc tỉnh lại rồi. Thì bây giờ là hôm nay rất là cảm ơn chị Siêu, Siêu Black đã cho Thúy Nga trải nghiệm được cái cuộc sống của chị mà thực tế. Có ai đến đây phỏng vấn hay hỏi thăm gì chị chưa? À, có Hà Nội. Hà Nội, là em là tiếp theo đó phải không? Nhưng mà hôm nay thì sau khi mà Nga gặp chị Siêu xong thì Nga rất là mong muốn chị Siêu phải lập một cái kênh YouTube liền. Tại vì cái đời sống đây nó rất là dân dã mà dễ thương lắm mọi người. Nếu mà chị lập kênh YouTube, chị quay những cái đời sống hàng ngày nè, chị em chị nè, ăn uống nhậu nhẹt, chơi vui, rồi chị làm cái gì chị trải nghiệm cho khán giả coi, thì em biết là khán giả sẽ rất là thích. Chị biết ở đây có những cái kênh mà anh Phương Dừa rồi đó, làm cái cuộc sống rất là đơn giản nhưng mà rất là được khán giả họ ủng hộ rất là nhiều. Biết đâu từ cái kênh đó là chị cũng buôn bán được cái gì trên này rồi chị chuyển xuống Sài Gòn đó, nó cũng có cái thu nhập. Chị hay bị mắc cỡ. Đừng mắc cỡ. Em á, ngày xưa em cũng giống như là em làm gì em cũng hay có cái tấm mắc cỡ. Chị đi qua Mỹ mà đứng bán băng đĩa đó, chị thấy không? Mà khi bán được rồi cũng gần, chị thấy không? Nhưng mà mình phải đọc. Không mắc cỡ gì nè. Tại vì cuộc sống của mình nó quá đơn giản đi, nó quá giản dị đi. Chính vì cái đơn giản đó em mới muốn chị đưa ra đó. Chứ nếu mà chị sống xa hoa, chứ chắc em đã khuyên chị là mở kênh YouTube. Nhưng mà chính vì cái mộc mạc nó đơn giản thì chị chạm gần trái tim khán giả nhiều hơn. Tại vì là chị đã bị người ta nói như thế, cái đâm ra là không, chị bị mặc cảm. Mình người ta khinh thường mình nhưng mà mình phải có đời sống phi thường chị. Mình bỏ qua những cái lời gọi là khen chê miệng đời mà họ mỉa mai mình, thì một ngày nào đó người ta cũng bị mỉa mai lại thôi. Nói chung là đời nó vô thường lắm. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà em thấy cái gì nó cũng có nhân quả chị. Người làm ác thì sẽ gặp việc ác, người làm thiện thì sẽ gặp điều lành. Chúa cũng vậy mà. Chúa thì tụi chị được đi lễ và được trai giảng thì toàn là nên làm điều tốt, giúp ai được cái gì thì giúp. Trong cái khả năng của mình thì nói chung là chị cũng kêu gọi và giúp để người ta có một cái phần quà như ngày Tết sắp đến hay là Noel sắp đến, thì chị cũng làm được điều như vậy thôi. Nó nhỏ thôi nhưng mà cũng ok. Hôm nay cảm ơn chị Siêu rất là nhiều nha. Thôi giờ chúng ta tạm biệt, kết thúc chương trình ở đây. Giờ là Nga phải đi chuẩn bị đi qua một cái nơi chị Siêu dắt đi để đi mua một bộ đồ mới. Tại Nga rất là thích sưu tầm đồ dân tộc nha. Đồ dân tộc nó có cái gì đó đặc trưng. Em nhà em nhiều đồ dân tộc lắm. Bye bye cả nhà nha. Bây giờ lát nữa là Nga sẽ làm một cái gì đó để cho chị Siêu, thuyết phục chị Siêu Black lập kênh YouTube cho mọi người ủng hộ chị Siêu nha. Nếu mà Siêu Black mà có mở kênh là mọi người nhớ subscribe chị Siêu sẽ nghe, sẽ tư vấn cho chị quay những cái gì đời sống thường ngày rồi post lên cho mọi người xem. Thôi Thúy Nga cảm ơn nha, bye bye. Cảm ơn chị Siêu rất là nhiều. Cảm ơn em.